Chào tất cả các bác nhé. Thưa bác, ở những video trước Quân đã chia sẻ cho bác những cái cây thuốc, vị thuốc, những cái bài thuốc có tác dụng bổ thận, tráng dương, tăng cường cái khoản ta của cánh mày râu. Tuy nhiên thì trong tự nhiên và trong cuộc sống của chúng ta thì có những cái loại cây mà càng dùng lại càng gây hại thận và làm giảm cái ham muốn của nam giới. Và có thể dùng nhiều dẫn đến tình trạng liệt cần của các bác nam giới, gây ra cái bệnh lý hiếm muộn. Trong video ngày hôm nay, Quân sẽ chỉ ra 3 loại cây mà càng dùng thì nam giới càng dễ bị liệt cần. Thưa bác, đây là cái hoa các bác này, hoa của một cái loại cây, là cây đầu tiên Quân chia sẻ cho bác. Đó là cây thuốc lá các bạn, đang là mùa ra hoa của nó. Cái lá thuốc lá này nó có chứa hàm lượng nicotine gây nghiện và chứa hơn 40.000 hợp chất gây hại cho sức khỏe của chúng ta. Trong đó phải kể đến đó là hại phổi này, hại tim này, đấy, hại não, gây ra chứng giòn xương, rồi rối loạn nhiều chức năng trong cơ thể. Trong đó là có chức năng sinh lý, làm giảm ham muốn và có thể gây liệt cần. Đấy. Và trong cái bài thuốc chữa hiếm muộn của Quân thì cái cách sử dụng Quân cũng khuyến cáo đối với những bệnh nhân đang điều trị hiếm muộn vô sinh thì cần bỏ tuyệt đối là cái này, đó là những cái điếu thuốc lá. Cái việc đầu tiên kiên quyết đó là bỏ thuốc lá. Các bác có nhận ra cái này cái gì không ạ? Cái này có người ta gọi là cây bạc hà này, cũng người ta gọi là cây rau húng, một trong những rau gia vị ăn sống hoặc là làm những cái món ghém, món gỏi rất là thông dụng. Chúng ta thường xuyên ăn rau này nhưng mà lại không biết tới cái tác hại của nó. Nếu sử dụng nhiều thường xuyên, nó có thể làm giảm cái nồng độ testosterone ở trong máu và làm giảm ham muốn. Đấy, gây ra chứng lãnh cảm, giảm ham muốn ở nam giới. Đấy, do vậy cây này ở nam giới chúng ta cũng không nên sử dụng nhiều, không nên sử dụng lạm dụng và không nên sử dụng thường xuyên có nhé. Đặc biệt là những ai bị thận yếu, thận hư, bị chứng hiếm muộn, bị chứng yếu sinh lý thì chúng ta nên tránh, tốt nhất là không nên sử dụng loại rau này. Đây các bác ạ, đây chính là cây thứ ba đây. Đây chính là cây rau răm ạ, một trong những loại gia vị quen thuộc của chúng ta. Khi nhấm cái lá của cây này thì có vị hơi cay và nóng. Khi vò nát cái lá này, trà lên da có thể gây bỏng rát. Cây rau răm là một trong những vị thuốc chữa rát độc cắn rất là hay và cũng là một trong những gia vị không thể thiếu được trong những món ăn, ví dụ như là cháo chai này, trứng vịt lộn này. Đấy. Rồi nhiều những cái bài thuốc cũng có thể sử dụng đến cái rau răm này. Tuy nhiên có một cái tác hại của rau răm này mà nhiều người cũng đã biết tới, nó gây giảm cái ham muốn và có thể gây chứng liệt dương ở nam giới. Trong cái thành phần của rau răm này thì trong đông y đánh giá thì nó có tính nóng. Đấy. Có thể gây tổn thương đến tủy và làm cái khả năng sinh sản cái tinh trùng của nam giới bị gián đoạn và làm giảm ham muốn ở nam giới. Dùng nhiều có thể là gây chứng liệt dương. Đấy, chính là cây thứ ba các bác nhá. Mùi thơm, tính ấm nhưng mà không tốt cho sức khỏe nam giới. Như vậy Quân đã giới thiệu xong cho các bác 3 loại cây gây tác hại cho nam giới trong cái việc chăn gối. Trong tự nhiên còn rất nhiều những loại cây khác, những loài thực vật không tốt cho sức khỏe nam giới. Các bác biết thêm những loại cây nào, những loài thực vật nào không tốt cho sức khỏe nam giới, các bác hãy để lại bình luận xuống dưới giúp Quân các bác nhé. Bác nào đang bị chứng bệnh yếu sinh lý, chứng bệnh vô sinh hiếm muộn, chứng bệnh về sức khỏe nam giới, các bác hãy liên hệ trực tiếp với Quân. Hãy nhớ đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những cây thuốc, vị thuốc, những bài thuốc trong dân gian Quân sẽ cập nhật thường xuyên. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của Quân.